Tại sao lục bình lại mang ý nghĩa thu hút tài lộc? Từ xa xưa thì lục bình đã là sản phẩm trang trí mang tính tâm linh, được sử dụng rộng rãi tại các nước theo Phật giáo, trong đó có Việt Nam. Dù vậy thì nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về món đồ nội thất này, dẫn đến chưa hiểu rõ về công dụng của sản phẩm. Trong video clip ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về ý nghĩa của lục bình trong phong thủy. Về khái niệm thì lục bình là vật phẩm đã có mặt từ lâu đời, không ai biết được thời gian chính xác lục bình xuất hiện. Nhưng từ thời phong kiến thì lọ lục bình đã là món đồ nội thất sử dụng trong các nhà vua chúa, quan lại, quyền quý. Lục bình hay lọc bình thì là tên gọi được đặt theo tên của cây lọc bình, một loại cây sống phổ biến ở các vùng sông hồ. Kiểu dáng của sản phẩm thì cũng tương tự loại cây này, với thân phình to, cổ bình thắt lại và miệng bình xòe ra. Lục bình thường được làm từ các chất liệu gỗ, và các loại gỗ có thể kể đến như là hương, gỗ, chắc, lim, sa cừ, cẩm. Ngoài ra thì lục bình có thể làm từ gốm sứ, thủy tinh, đá quý hay là đồng để nâng cao giá trị trang trí của sản phẩm. Ý nghĩa của lục bình. Ngày nay thì lục bình đã dần trở thành món đồ trưng bày phổ biến ở các đại sảnh, các cơ quan doanh nghiệp, khách sạn hay là nhà giàu có. Ngoài mục đích bày trí thì lục bình còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh, phong thủy, giá trị. Theo quan niệm dân gian thì lục bình là chiếc bình mang tài lộc đến cho gia đình. Bình càng to thì khả năng thu giữ tài lộc càng lớn. Kiểu dáng của lục bình với thân phình to, miệng thắt lại mang lại khả năng thu hút và giữ tài lộc, giúp gia chủ cất giữ, bảo vệ tài sản hiệu quả. Lục bình được khoét một phần nhỏ trên miệng bình hoặc không. Nếu sử dụng lục bình khoét lỗ để cắm hoa thì sẽ giúp quan hệ tình cảm của các thành viên trong gia đình suôn sẻ, hòa thuận hơn. Bày trí lục bình thì vừa giúp gia chủ thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp, vừa mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Cách chơi lục bình gỗ. Lục bình thì có thể chia làm 3 cách chơi phổ biến là cách chơi lục bình gỗ độc bình, chơi lục bình gỗ song bình và chơi lục bình gỗ đa bình. Ngoài ra thì còn có lục bình gỗ thế và lục bình chạm tứ quý. Về lục bình gỗ độc bình, đối với người chơi lục bình gỗ độc bình thì lục bình được đặt ở trung tâm. Xung quanh sẽ được trang trí bởi các hình tượng hoa lá chim muông, từ đó tạo nên một tổng thể hài hòa, mang ý nghĩa tốt đẹp theo sở thích của người chơi. Lục bình gỗ song bình thì đây là cách trưng bày phổ biến nhất khi chơi lục bình. Lục bình gỗ thì có hai loại là lục bình gỗ điêu khắc và lục bình gỗ trơn. Những loại gỗ dễ gia công sẽ được điêu khắc trên các hoa văn, họa tiết cầu kỳ, lên thân bình khắc họa các điển tích cổ hoặc là cuộc sống thường ngày, tạo nên vẻ đẹp sinh động cho đôi lục bình. Với lục bình trơn thì các sản phẩm được chú trọng vào vẻ đẹp của chất gỗ, màu sắc cùng đường vân tự nhiên thay vì các hoa văn nhân tạo. Do đó thì lục bình trơn thường được làm từ các loại gỗ quý có màu sắc và vân gỗ đẹp mắt, được nhiều người ưa chuộng. Chơi lục bình gỗ song bình thì là cách chơi sử dụng hai loại lục bình gỗ có cùng kiểu dáng thiết kế, kích thước cùng chất gỗ. Lục bình gỗ đa bình thì là cách chơi lục bình theo số lẻ như là ngũ bình, là năm bình, kiểu bình là chín bình. Các lọ lục bình sẽ có kiểu dáng, màu sắc, hoa văn tương tự, đồng thời được sắp xếp theo kích thước từ nhỏ đến lớn, hoặc theo kiểu kim tự tháp được đặt gần nhau ở các phòng khách hay là đại sảnh. Lục bình gỗ thế, lục bình phay và lục bình chạm tứ quý. Lục bình gỗ thế thì có hình dáng khối gỗ thô sơ, được các nghệ nhân chạm trổ lại thêm mà trông vẻ đẹp mắt hơn mà vẫn giữ được dáng vẻ tự nhiên của gỗ mộc. Lục bình phay là loại lục bình thường được hình thành với dáng vẻ tự nhiên, có kiểu dáng lạ mắt, không theo quy tắc và không cần chạm trổ tinh xảo như lục bình phẳng. Lục bình chạm tứ quý thì loại lục bình được chạm khắc ở bốn mặt, biểu tượng của bốn mùa trong năm. Sản phẩm thì mang nhiều ý nghĩa phong thủy, mang đến vận khí, vượng tài cho gia chủ. Các loại lục bình gỗ phong thủy. Lục bình thì được làm từ chất liệu gỗ với nhiều kiểu dáng khác nhau, mỗi kiểu dáng lại có một tên gọi và tác dụng phong thủy khác nhau. Dù vậy, tất cả đều mang đặc điểm chung là thân phình, miệng nhỏ để thu giữ tài lộc. Theo kiểu dáng lục bình thì có thể chia lục bình gỗ thành các loại sau. Lục bình thì là loại lục bình đứng phổ biến nhất, có kiểu dáng giống cây hoa lục bình với khả năng thu hút tiền tài. Bình củ tỏi thì là loại lục bình được biến tấu tại tàng hình dáng giống như củ tỏi, có kích thước nhỏ hơn loại lục bình phía trên. Bình củ tỏi thì có tác dụng trừ tà ma và các trường khí không tốt, sử dụng lục bình củ tỏi để tiêu trừ tà khí vô cùng hiệu quả. Đồng thời thì sản phẩm cũng có khả năng thu hút tài lộc cho các gia đình. Bình phay hay là bình thế gỗ thì sở hữu những đường cong uyển chuyển, được thợ thủ công khéo léo chạm nên. Lục bình phay thường thường có miệng nghiêng tạo dáng nước chảy. Bạn cần đặt miệng bình phay quay vào trong nhà để khai thông tài vận và mang của cải vào nhà. Bình tỳ bà, bình bút thì bình tỳ bà có dáng cao, thon nhỏ, thường được trưng bày các vị trí nhỏ hẹp. Bình tỳ bà thì phần lớn được làm từ các loại gỗ quý hiếm, được chơi theo kiểu song bình, ngũ bình hoặc là kiểu bình. Kích thước lục bình theo phong thủy. Lục bình thì là sản phẩm mang giá trị phong thủy, tâm linh, nên kích thước lục bình đóng vai trò quan trọng, rất nhiều được khách hàng quan tâm. Lục bình thì được chia theo kiểu dáng, kích thước khác nhau, với các cung tốt theo thước lỗ ban. Với lục bình lớn cao từ 1m trở lên thì sẽ có chiều cao là 1m25, 1m4, 1m6, 1m8. Tiểu lục bình sẽ có lục bình là 35, 38, 52, 60 hay là 62cm. Theo đó thì mỗi kích thước sẽ ứng với mỗi cung khác nhau như là quý nhân, thiên tài, nhân lộc, tể tướng, tài, nghĩa, quan, mạng, đinh, vượng, hưng.
bạn có thể tham khảo thước lộc ban cùng với năm tuổi của gia chủ để đưa ra cung phù hợp nhất cho các gia đình. Cách đặt lộc bình trong phòng khách hợp phong thủy thì lộc bình được các gia đình quyền quý thời xưa ưa chuộng không chỉ vì ý nghĩa phong thủy mà còn tượng trưng cho tài lộc, giàu sang và phú quý. Ngày nay thì lộc bình được thiết kế đa dạng từ kiểu dáng đến chất liệu, dùng để trang trí nội thất, nổi bật không gian phòng khách. Ở phòng khách thì bạn nên đặt lộc bình ở nơi rộng rãi, dễ dàng nhìn thấy và có nhiều ánh sáng. Có thể đặt lộc bình ở hai bên tivi, hai bên cửa ra vào. Đây là những vị trí đại cát, đại lợi, thuận lợi để thu hút vận khí, tiền tài. Ngoài ra thì lộc bình còn được đặt ở không gian thờ cúng hai bên bàn thờ. Không được đặt lộc bình ở phòng bếp để tránh bị suy giảm tài lộc. Giá cả lộc bình gỗ trên thị trường thì một trong những vấn đề khách hàng quan tâm nhiều nhất khi mua sắm lộc bình chính là lộc bình gỗ bao nhiêu tiền. Đây là một vấn đề rất khó để đưa ra câu trả lời chính xác, vì lộc bình gỗ thường được chế tác từ các loại gỗ quý hoặc nu gỗ nên có giá khá đắt đỏ. Nhưng tùy theo loại gỗ, kích thước mà lộc bình sẽ có mức giá khác nhau. Mức giá của sản phẩm lộc bình thì có thể dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Do đó, để biết được mức giá chính xác của sản phẩm thì bạn cần liên hệ trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh để được thông báo và tư vấn về giá của từng sản phẩm. Các mẫu lộc bình gỗ đẹp trên thị trường hiện nay. Lộc bình gỗ thì luôn là sản phẩm được khách hàng săn tìm, nhất là các sành nhà đầu gỗ. Với vẻ đẹp cuốn hút, tinh tế thì lộc bình gỗ đang trở nên phổ biến và hiện diện trong các gia đình Việt. Sản phẩm thì mang theo phong cách đơn giản, nhẹ nhàng với việc tối giản các họa tiết, hoa văn trang trí. Thay vào đó thì lộc bình sở hữu những đường vân gỗ tinh xảo, biến đổi đầy kỳ ảo, tạo nên các hình tượng độc đáo lạ mắt. Dù được thay đổi khá nhiều so với thuở ban đầu, nhưng lộc bình gỗ vẫn giữ được kiểu dáng truyền thống, đặc trưng là miệng rộng, thân phình to cùng với cổ bình thắt nhỏ, mang đến khả năng thu hút và lưu giữ tài lộc, may mắn cho gia chủ. Lộc bình gỗ thì là sản phẩm trang trí đặc biệt, dù không chứa nhiều họa tiết hoa văn nhưng lại có khả năng nâng tầm đẳng cấp cho không gian thêm phần sang trọng, quyền quý. Miệng bình cong như những cánh hoa đang nở rộ thì mang vẻ đẹp hài hòa, êm dịu cùng với cổ bình thắt nhỏ, thân phình miệng rộng và chân kiềng dạng thấp nổi bật gây ấn tượng mạnh cho khách hàng. Qua những chia sẻ kiến thức chúng tôi về lỗ lộc bình, về kiến thức phong thủy cũng như là cách chọn mua và ý nghĩa của lộc bình thì quý khách hàng đã hiểu thêm phần nào về cách chơi và thú chơi lộc bình. Quý vị đã quan tâm thì có thể bấm đăng ký kênh chúng tôi để theo dõi thêm những video clip chúng tôi chia sẻ khác. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác.